Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn thưởng thức các loại hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm Alaska thì hãy truy cập ngay haisanhiubo.com hoặc gọi hotline 037 502 8888. Tôi Hữu Bộ xin chào chào anh em. Tôi Văn Tiến chào chào anh em. Tôi Mạnh chào chào anh em. Tôi chào chào anh em. Ok con ạ, như mọi người biết ấy, thì ở bên Trung Quốc ấy, sẽ có món gọi là lẩu xiên que các bạn ạ. Thì ở Việt Nam này, anh em mình hôm nay sẽ ra một món, đó chính là món hải sản xiên que các bạn ạ. Mà anh em mình không chỉ làm một loại đâu, mà anh em mình làm một mâm hải sản thập cẩm xiên que nha các bạn nha. Và cái sốt thái mà anh em mình hay dùng để làm chế những món sốt thái thì chắc là mọi người cũng biết rồi. Trộn với cả cái loại sốt thái thì chắc là anh em nào cũng hết nước chấm đấy nhỉ. Ăn luôn quên bài. Cũng phải đến nửa tháng rồi anh em mình hình như là chưa ăn món gì liên quan đến cái loại sốt thái đó đúng không? Anh em mà theo dõi video của mình nhiều ấy, thì sẽ biết là cái loại ấy nó sẽ rất là cay và nhìn rất là ngon. Và anh em xem thì sẽ rất là cuốn nha các bạn nha. Thì cái mâm hải sản của anh em mình ấy, nó không chỉ là một loại mà nó có rất là nhiều nha các bạn nha. Bởi vì sao mà mình gọi nó là mâm hải sản thập cẩm xiên que thì ở đây ấy, gồm có ốc móng tay đây các bạn này, mực, bạch tuộc, tôm sú và hàu nha các bạn nha. Thì tất cả số hải sản này hiện tại đang sống thì anh em mình sẽ đem về, anh em mình hấp hết lên, xong rồi anh em mình sẽ xiên vào que, xong rồi anh em mình trộn với cả sốt thái và anh em mình thưởng thức. Thực sự là mình nhìn thấy cái mâm hải sản thập cẩm này của anh em mình thì mình thấy khá là ít, không biết là anh em thấy như nào. Mùi nhiều thế này nó còn ít bê nó đang lặng lên này. Mùi thơm lúi gì. Đó, nói chung là để giữ được độ tươi của những con hải sản này ấy, thì ngay bây giờ anh em mình sẽ đem về anh em mình hấp luôn nha. Anh em nào mà có xem được clip này của anh em mình ấy mà thấy hay ấy, thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều, đúng không anh em nhá. Và đấy, anh em mình đã hấp xong số hải sản đây rồi các bạn ạ. Anh em mình bóc hết cả vỏ những thứ rồi. Thì bây giờ là anh em sẽ bắt đầu dùng cái tăm xiên này để anh em sẽ xiên nha các bạn nha. Đó, mỗi loại thì là một xiên khoảng độ vài con nha các bạn nha. Đó, nhìn nó hơi khác lạ một xíu các bạn ạ. Đó, bình dương tí. Bình dương. Bình dương. Đó, ví dụ con móng tay thì anh em mình sẽ xiên con móng tay như này nha các bạn nha. Đó, xiên khoảng 3 con một xiên. Đó các bạn ạ, nó 3 hoặc 4 con là tùy anh em thấy nó ít quá thì cho thành 4 xiên, à 4 con một xiên các bạn ạ. Đó, thì một cái xiên này mình sẽ xiên như này, từng loại khác nhau nha các bạn nhé. Cái móng tay đây nghĩ là phải cho thêm một con nữa em ạ, là thành 4. Bên này thì Tiến sẽ bắt đầu trộn sốt thái này các bạn này. Bên này là ớt anh em mình đã băm nhỏ này, hành tím này, rồi lát chanh các bạn ạ, rau hành tím các bạn ạ. Đó, đây là cái nguyên liệu hoa quả thôi. Còn rất là nhiều loại nguyên liệu và gia vị nữa các bạn ạ. Đó. Ở đây có cốt me này các bạn này. Đó, nước cốt me. Ớt bột. Rồi đường và mắm, và đặc biệt không thể thiếu cái loại mắm thái lọ nha các bạn nha. Đó, mắm thái lọ. Úi giời ơi. Một xíu tương ớt nha các bạn nha. Và nước mắm Việt Nam. Đó, một đường nguyên chú đường nữa để cho nó tạo cái độ ngọt nha các bạn nha. Thì cái hỗn hợp sốt này thì anh em sẽ trộn đều lên. Xong rồi khi mà anh em xiên hết xong số hải sản ấy thì sẽ bắt đầu đem đi để sốt trộn và thưởng thức nha các bạn nha. Ui, cái mùi mắm thái rất là thơm này các bạn. Đó, đây các bạn này. Cái này thì Mạnh xiên hình như là hơi sai, bởi vì phải xiên thẳng nó ra thì nhìn nó sẽ đẹp hơn nha các bạn nha. Xiên này xiên em sợ xiên mấy cái bọc này nó bọng vỡ là anh. Còn cái tôm này thì là xiên như này là ok này các bạn này. Đó, thì anh em mình sẽ xiên hết xong là anh em mình sẽ đi để anh em mình gọi là trộn sốt và anh em mình thưởng thức nha các bạn nha. Trong lúc mà anh em đang xiên những xiên que hải sản ấy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một con game vừa chơi game giải trí vừa có thể kiếm được tiền nha. Đó là con game Cowin nha. Thì link tải con game Cowin ấy thì mình sẽ đặt ở dưới phần mô tả và bình luận. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em tải trước nha anh em nha. Thì anh em sẽ nhấn vào tải xuống ngay này. Xong rồi sau đó anh em sẽ nhấn vào cho phép này. Rồi nhấn vào cho phép tiếp và anh em bấm vào cài đặt và nhập mật khẩu điện thoại của mình vào là sẽ tải được con game Cowin đấy nhá. Mình thì đã đăng nhập tài khoản của mình vào rồi nha anh em nhá. Thì trong này anh em sẽ thấy có rất là nhiều thể loại trò chơi này, game hot này, bắn cá này, rồi lổ hũ này.
Thì ở bên phần sự kiện ấy thì anh em sẽ thấy là có sự kiện báo danh hàng ngày, anh em đăng nhập vào hàng ngày để anh em báo danh để nhận xu nhá. Phần xu chia sẻ thì anh em sẽ chia sẻ lên trang cá nhân của mình mỗi ngày ấy, thì anh em sẽ nhận được xu nha anh em nhá. Phần gift code ấy thì sau khi mà anh em tải game và tạo tài khoản thành công thì anh em sẽ nhận được một gift code trị giá 20k để có thể trải nghiệm con game Kawin đấy nhá. Bên này thì còn phần vòng quay này, đại lý để gửi tiền thì anh em sẽ nhấn vào vòng quay thì anh em sẽ thấy có vòng quay bạc này, vòng quay vàng và vòng quay kim cương nhá. Phần lạp tiền ấy thì anh em sẽ thấy là có rất là nhiều cổng lạp khác nhau, lạp siêu tốc này, thẻ cào này, Momo, Zalo, Viettel Pay, nói chung là đa dạng cổng lạp nha anh em nhá. Phần rút tiền ấy thì anh em sẽ nhập số tài khoản ngân hàng của anh em vào và nhập tên ngân hàng của anh em vào và anh em sẽ rút được tiền về nhá. Thì đây là cái lịch sử mà mình đã rút tiền thành công này anh em này. Trong con game Kawin này như anh em thấy là sẽ có rất là nhiều trò chơi khác nhau ấy, thì mình sẽ kiếm một trò chơi mà mình yêu thích nhất để mình chơi thử cho anh em xem nhá. Thì mình sẽ chọn con long hổ nhá. Thì mình sẽ không nói nhiều và mình đặt 100k long luôn nha anh em nhá. Thì bình thường ấy thì là mình rất là thích long, thì long mà thường ở trên, hổ thì ở dưới đất ấy. Nên là cứ long mà giã thôi nha anh em nhá. Đó, đợi thời gian đếm ngược này anh em này. Đó. Đó, vậy là long đã giành chiến thắng và mình đã thành công thu tiền về rồi nha anh em nhá. Thì vừa rồi ấy, thì mình đã giới thiệu cho anh em con game Kawin và cũng đã hướng dẫn cho anh em tải con game Kawin này rồi. Thì anh em nào mà cũng muốn trải nghiệm con game Kawin này để vừa chơi game giải trí, vừa có thể kiếm được tiền ấy, thì mình sẽ đặt link tải con game Kawin ở dưới phần mô tả và bình luận ở dưới video này nha anh em nhá. Vậy là sau nửa tiếng anh em mình hí hoáy thì cuối cùng cũng hoàn thành xong mâm hải sản thập cẩm xiên que rồi nha các bạn nha. Đó, nhìn rất là bắt mắt, nhìn rất là giống kiểu xiên bẩn nhá các bạn nhá. Đó, đây mọi người có thể thấy đây. Đó. Xiên bản, đó. Xiên bản phiên bản cao cấp. Nhưng mà đúng rồi, đây là kiểu xiên bẩn phiên bản cao cấp là xiên bẩn hải sản nha các bạn nhá. Đó, rồi còn trộn sốt thái đây các bạn này. Thì bây giờ anh mình sẽ dưới cái sốt thái lên nha các bạn nhá. Em lấy cái muôi em múc này, múc xong dội dội lên. Ngon chưa các bạn ạ? Nó dội lại đến đâu rồi. Biết mặt đến đấy luôn đây các bạn ạ. Ui. Ngon luôn nha các bạn nha. Đó. Đó, dội hết số thái này xong rồi thì mình sẽ gọi là thưởng thức món xiên bắn cao cấp nha các bạn nha. Rất là ngon này các bạn này. Món xiên bẩn cộng 102 luôn. Đó. Anh dội hết xong. Xong là chắc là chờ cho nó ngấm 5 phút thôi. Xong là anh em mình sẽ thưởng thức luôn nha các bạn nha. Sau khi mà ngấm xong ấy thì anh em mình chắc là sẽ không phải nói nhiều nữa các bạn ạ. Và anh em mình sẽ gọi là thưởng thức cái món xiên bẩn cao cấp này luôn nha các bạn nha. Nhìn thật sự với mọi người nhìn rất là ngon này mọi người này. Đó. Nhìn gọi là phê vãi trưởng luôn các bạn ạ. Ở trên này thì hôm nay anh em mình đổi khung cảnh một xíu, đó chính là như mình ngồi trên này ấy, thì rất là mát các bạn ạ. Đây kiểu như là bình nguyên vô tận đấy các bạn ạ. Đó, thôi thì bây giờ nhân lúc mà nó đang ngấm vào rồi thì anh em mình không chờ đợi nữa và đánh chiến luôn nha các bạn nha. Nào, chiến đi em. Ui, xiên hào vậy. Nào, ngon các bạn nha. Ngon nhờ. Ngon nhờ. Chế hút nè. Làm tí nhiều chân. Mời mọi người nha. Không biết là đun chè đang chờ gì. Chờ tiến ăn xong mới chào con ạ. Các bạn nhé, mình đá hai xiên nhé. Trước tiên là phải đào trước. À, tao biết thằng này ăn nhiều hồ rồi. Mới hôm nay có bạn gái ăn nhiều hồ đây, mình nghi rồi. Người yêu hướng nội à? Mấy thằng nó không nói gì. Ngon, ngon ạ. Đi tôm nhá, đi tôm giá nhá. Tôm sao, tôm giá, tôm thật. À, tôm thật. Mời bạn. À, cảm giác khi mà anh em hơi cầu kỳ cái công đoạn làm, nhưng mà sau khi mà thưởng thức thì anh em thấy nhanh gọn không? Chỉ cần rút cái là vào miệng. Nhưng mà cái cảm giác của anh em khi mà thưởng thức cái loại xiên này thì anh em thấy như nào? Nó độc lạ anh ạ. Anh cảm giác nó dễ ăn hơn anh ạ. Bình thường là phải bóc tách rồi cái kiểu cái điều hôm nay chỉ cần cầm thôi, kéo ra ăn thôi. Ngon nhỉ. Đấy, các loại xiên khác nhau nha cậu nha. Từng loại một. Các loại xiên khác nhau luôn. Không xiên nào giống xiên nào các bạn ạ. Đó, Đôn Trẻ thì đang thưởng thức cái xiên gọi là xiên móng tay. Mạnh thì thưởng thức xiên mực nha con nha. Đó, dễ dàng, rất là dễ dàng ăn con ạ. Gọi là xiên bẩn thế hệ cao cấp. Không biết là vừa nãy thằng nào nghĩ ra cái tên gọi là xiên bẩn đấy. Anh nghe. Mỗi tội cái này là anh mình là xiên hấp các bạn ạ. Còn xiên của người ta là sẽ chiên. Mình cũng chiên được rồi, nhưng mà thôi ăn này hấp đúng không?
tôi không có người yêu nhưng mà cũng ăn hàu các bạn ạ. Con này nó hút chuột chuột luôn các bạn ạ. Con này bắt sóc. Ủa hàu ngon thật luôn đấy các bạn ạ. Mọi người nhìn này. Cái chân dài. Đó, nè. Mọi người thấy không? Ủa, nhìn ngon luôn. Dài thì ngon đấy nhỉ. Anh em nào xiên năm con. Chân dài quê. Giòn nha, chân dài giòn nha. Chắc rồi. Cay cay con ạ. Tế bùng miệng rồi. Bởi vì nó có cái nước ấy, nên là khi mà hút thẳng vào cổ họng thì nó sẽ bị cay như vậy. Nó sặc. Không muốn cay mà. Thử thế nào xong thử cho mọi người biết cái cảm nhận xem mà ăn cái loại xiên nào ok nhất là. Tiến sốc thì ông muốn tay các bạn nha. Cứ hút chuột chuột luôn con ạ. Ôi là tí tôm ma tôm sú nhỉ. Nhìn công nhận giống với cái tôm giá nhỉ. Giống tôm giá chiên này, chiên thế. Thơm ngon cay cay. Nhút được miếng luôn. Không biết là anh em xem video thấy như thế nào. Đầu của con ô tẩy giòn thật. Tàn hải sản tươi khác. Ăn sức sức cả. Tôm này con này. Đó. Bên ngoài là cái lớp gọi là sốt đấy. Mọi người thấy anh em ăn ngon miệng. Ngon vãi trưởng luôn các bạn ạ. Đây làm tí mực mực bột lắng hấp nha các bạn nhé. Giòn. Không biết là anh em thấy như nào nhưng mà thực sự là hôm nay ấy là anh em kiểu cầm cái xiên đấy các bạn ạ, ăn cực kỳ lạ luôn nha các bạn nha. Không giống như ngày thường là anh em kiểu ăn từng con một đâu các bạn ạ, mà anh em ăn từng cái xiên như này xong bắt đầu chỉ việc kéo và thưởng thức thôi. Đấy, anh em ăn cái loại hàu nhìn cũng ngon, mà không biết anh em hôm nay đánh giá về các loại xiên này thì thấy như nào rồi. Xiên nào cũng thấy ok. Dạ, ngon. Cũng cùng một vị cái nước sốt này, ngon. Là kết nhân cái hàu này. Thôi, ông có cái yêu đi dành Thanh Nguyên ấy, xong chấm cái sốt vào. Đây, Thành béo này. Cho luôn anh này. Chấm cái sốt vào. Thôi anh em. Béo các bạn ạ. Béo kiểu cảm giác ăn phê. Ăn hàu tới phải làm gì. Nói chung là kiểu hôm nay anh em sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn nha các bạn nha. Thích ăn món gì thì ăn, có các thể loại luôn các bạn ạ. Không phải như bình thường là anh em chỉ làm một thể loại đâu. Thế mình hàu dễ ăn nhất các bạn ạ. Thột chế xong. Tôm mới ngon. Thật là ngon nhỉ. Tôm ăn cứ khốc cay. Nhai cái tôm kiểu ngọt ngọt. Ngon nha các bạn nha. Anh em đánh chén một xíu mà đã hết nửa mâm rồi các bạn ạ. Bởi vì hôm nay là mình làm cũng nhiều nha các bạn nha. Cái lúc mà còn sống ấy, mọi người đã thấy là anh em mình bày một cái khay rất là đầy. Nhưng mà sau khi bỏ vỏ đi thì nó còn nhiêu đây và bạch tuộc và mực những thứ ấy. Và hàu thì anh em mình hấp lên thì nó cũng bị co bớt rồi nha các bạn nha. Không còn nữa. Không còn kiểu nhiều như cái lúc mà còn sống ấy. Đây các bạn ạ. Những anh em chinh chiến gọi là những xiên bạch tuộc hải sản các bạn ạ. Ui các bạn ạ. Ui. Thực sự là nhìn không đã cảm thấy gọi là phê pha rồi. Thực sự là ngồi ngoài thèm quá rồi các bạn ạ. Không thể kiềm chế được cái nước miếng ấy. Mình sẽ vào mình trải nghiệm luôn các bạn ạ. Để. Mọi người thấy này. Thôi thì mình cứ thử hàu giống anh em trước nha các bạn nha. Mấy thằng này toàn thử hàu trước mình cũng thử. Ui dồi mọi người ơi. Cái sốt của nó này. Ui dồi ôi, nhìn không đã phê rồi. Mời mọi người ăn gọi là xiên hải sản bẩn của anh em mình nhá. Khả năng sạch chưa, sạch bẩn, chết rồi. Vừa nãy mình gọi là gì nhỉ?
gọi là hải sản, à quên, xiên bẩn cao cấp các bạn ạ. Tôm này mới gọi là giống, nhìn giống xiên bẩn này. Tôm này các bạn, giống như con tôm ở quán chiên ấy, nó cũng kiểu xiên xiên này này. Nhưng mà tính ra là lại là bột mì đúng không? Bột mì đấy. Thì tôm này là bột thật. Thì tôm này giống thật đấy các bạn này. Mọi người nhìn này, chấm cái nước sốt này mọi người. Ui giời, gọi là cứ phải gọi là phê pha luôn nha các bạn nha. Quên hết đường vài. Tê lắm luôn mọi người ạ. Vừa nãy là anh em trêu nhau nhìn giống kiểu xiên bẩn thôi nha các bạn nha. Thực sự là anh mình làm là cực kỳ đồ chín và sạch sẽ nha các bạn nha. An toàn 10 đến 10 luôn. Thực ra thì cái xiên người ta bán ở ngoài đường, lề đường ấy, thì người ta gọi là xiên bẩn thôi. Thực ra thì họ cũng làm sạch nha các bạn nha. Mọi người hay gọi như vậy kiểu cho nó dân dã, cho nó quen đấy con ạ. Thế mà hôm nào đi ăn phải cũng bắn pháo bông thì chưa được. Không biết là có dạy cầu. Thế mà vẫn đầy người ăn đấy. Hot chen. Nghiên tiến ăn này nhỉ. Hot chen bứng. Tôm ngon này. Hôm anh thấy cái sốt này ngon hơn. Đây, ngon rồi sốt. Ngon rồi cái sốt này. Trời tê tê. Ăn vào cuốn cực luôn mọi người ạ. Nhưng mà chính là kiểu của anh mình này hấp sau rồi mà chỗ sốt thái ăn được nhiều. Chứ nếu mà để chiên thì nó ngấy lắm. Chiên ngấy, chiên ngấy là dầu mỡ ngấy. Nói chung là anh em nói lúc đầu các bạn ạ, gọi là xiên bẩn thôi nhưng mà thực ra nó không hề bẩn. Bởi vì nó khác hoàn toàn các bạn ạ. Đây là xiên bẩn cao cấp. Anh em mình tự đặt tên cho như thế nha các bạn nha. Mình thích ăn kèm ghê. Bình thường á, nếu mà anh em mình ăn ấy, anh em mình ăn kèm này nhưng mà anh em mình chỉ làm một loại và không xiên như này ấy, thì anh em mình ăn được cả cái topping ấy con ạ. Nó sẽ cuốn hơn rất là nhiều, nhưng mà anh em mình ăn xiên như này thì vớt topping nó hơi khó nha các bạn nha. Ủa vãn nó. Thế rồi. Vậy mình thử cái gì nhỉ? Mật bạch tuộc rồi, mật rồi. Ta thử tôm đâu? Chưa thử tôm, cho anh tôm này. Ừ. Ui rồi. Còn một xiên tôm cuối cùng các bạn ạ. Hai xiên này, còn một xiên đấy là. Ui, mọi người, tiến thấy không? Anh hỏi em dãi đã rớt rồi. Về. Về rồi. Ném nướng được thằng chơi, ném được chị. Ăn kèm miếng hành nữa, giòn giòn giòn. Thật sự ăn là cứ chấm gọi là vét luôn cả topping những thứ vào ăn có cảm giác nha các bạn nha. Ăn rồi bánh cuốn đấy, ngon. Ăn kiểu không ngừng tay luôn, liên tục. Đó các bạn ạ, mình topping ăn giòn đấy. Đúng ngon nhỉ, có cảm giác. Hôm nay ấy, thực sự là chỉ mất công anh mình cái lúc mà anh mình xiên đấy con ạ. Nhưng mà sau khi mà anh mình sốt lên ấy thì kiểu cảm giác ăn rất là dễ nha các bạn nha. Kiểu chỉ việc cầm xiên lên và ăn thôi con ạ. Cảm giác nó cũng khác bình thường. Dễ ăn thôi, dễ ăn thôi. Không giống như bình thường đấy con ạ. Còn bình thường là đúng là anh em khó ăn hơn, kiểu nhiều khi về nhặt từng miếng một xong nhúng cả tay vào ấy. Rất là nhiều anh em bảo là thuốc này cầm tay thế. Thực ra ấy thì đôi khi mà anh em mình cầm tay ấy cũng có cái hay riêng của cầm tay nha các bạn nha. Thực ra trước khi mà mỗi lần anh em mình quay anh em mình cầm tay ấy là sẽ có một anh em sẽ đi mua vim về để anh em rửa 7-7-4-9 lần các bạn ạ, để cho tiệt vi trùng cho sạch cực kỳ tay đi rồi. Và thứ hai là khi mà cầm tay ấy, nó sẽ có cảm giác, nhiều khi mà đeo bao tay ấy thì nó sẽ kiểu nó mất đi cái cảm giác luôn đấy các bạn ạ. Phê các bạn ạ. À, nhiều khi cầm tay như này là con này. Cầm tay nhặt tốt bình. Phê. Dầu dầu này ngon.
nhiêu đó hải sản mà như mình chén là còn đâu đó khoảng 45 xiên thôi các bạn ạ. Mọi người đã thấy là cái loại mà gọi là xiên bẩn cao cấp của anh em mình ấy, mọi người đã thấy là nó ngon như nào rồi nha các bạn nha. Đó thì cái câu xiên bẩn anh em mình trêu rồi, còn thực sự là nhìn là cũng thấy giống giống thật, nhất là cái tôm nha các bạn nha. Và hôm nay thì anh em mình được trải nghiệm cái loại gọi là không phải là lẩu xiên que của Trung Quốc, mà đây là cái loại gọi là anh em mình mới gọi là sáng tác ra. Thì đây là gọi là món hải sản thập cẩm xiên que sốt Thái nha các bạn nha. Đó thì anh em mình đã cho mọi người chiêm ngưỡng cái mâm gọi là hải sản thập cẩm xiên que của anh em mình và đã thưởng thức xong rồi ấy, thì chắc là anh em mình cũng xin phép là dừng clip này ở đây. Anh em nào mà có yêu quý anh em mình ấy thì mọi người có thể ủng hộ anh em mình bằng cách là like và chia sẻ và đăng ký kênh thật là nhiều, ủng hộ anh em mình nha. Còn bây giờ thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này của anh em mình. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.